tỉnh Lào hay là ở thế tỉnh Việt ạ? Em là người Việt Nam hay người nào đấy? Em là người Việt ạ. À thế ạ? À? Thế sang đây lâu chưa? Buổi sáng ra nghe thấy mời chào rôm rả thế này. Dạ lâu rồi anh ạ. À thế ạ? À? Thế ở bên này à? Vâng. À. Dạ vâng. Đây, ừ. Cái này là đền Bin bác này. Bên này luôn. Dạ vâng. Thế nhưng mà bây giờ bọn anh đi chơi thì ngày mai có ngày kia, bọn ngày kia mới về. Đấy. Thì ngày kia mới tiếp cận được hàng hóa của bọn em được. Đấy, muốn giúp đi anh. Ừ. Thế thì sang đây có vẻ làm ăn thoải mái em nhỉ? Dạ, vâng. Thế thì chồng con là sang đây chưa? Hay là có... Chồng con... Thế chắc có thế anh ạ. Hả? Chồng... Sao? Hả em? Hả? Em mang một mình hay cả gia đình? Cả gia đình nhưng mà chồng em mắc cả bên ngoài. À. Ừ, thế nên rộng thì Việt Nam chuẩn 100%. Em này, con tay bạc này cho các cháu này. Đấy, cháu dài. Hả? Cháu dài. Cháu dài này. Bao nhiêu? Nghe hay nhỉ? Cái này tiền Việt á. Tiền Việt sáng mai bác mở hàng, con lấy cho bác 200. 70 ngàn tiền ký. Dạ. Đi cần đi công chuyện, mình đi mà đi mua liền thì... Đấy, bác mua giúp đi, cái này có 100 đây bác này. Đấy. Đấy, đấy là tiền Việt. Thế thì nạp pin hay nạp pin đấy em? Cái này là sạc điện bác ạ. À. À, dạ, sạc điện anh ạ. Còn pin thì loại này ạ, có 100.000 thôi ạ. Đây bác này. Đấy, cũng rẻ đấy. Bữa trước mình sang Thái mình mua là cái này đắt không? Bác phải thử cho người ta, bác phải bảo người ta thử cho bác. Tức là cái này là bao nhiêu tiền? Tiền Việt anh. À. Tiền Việt 200, còn loại này tiền Việt có 100 thôi anh này. À. Đấy, cái này có 100 thôi này. À. Đấy. Cái này tiền Việt Nam có 100. Vâng ạ. Thế là pin này là hay là bằng pin anh ạ? À, xoáy cho tôi mình xem nào. Đấy. À. À tiền Thái thì 200-300 bạt đấy ạ. À. Dạ. À. Đấy, bác mua một hàng cho con cái đi. Đấy. Pin nào, pin to à? Dạ? Pin to chứ không phải pin nhỏ à? Pin to anh ạ. Đấy. Đấy, mua đi nhìn mua cái này về hôm qua đây, cái này đây nhìn đây. Đấy. Đấy. Người Việt sang nào làm ăn đây? Tuyệt vời. À. Thế là em thuê nhà là bao nhiêu? 1,5 triệu tiền Việt. Dạ. Mình cứ nhớ tiền Việt chứ không nhớ. Alo. Cứ nhớ tiền Việt không nhớ được tiền kiếp. Không bị kiếp thì mới sang như thế là với 100.000 tiền kiếp thì nó bằng 280.000 tiền Việt. À. Đó. Thì bằng 270 đấy anh ạ. 270. 270 qua đổi 330. Khủng. 330. Đổi 330 nhiều hơn thì em đổi 1 triệu được 330 tiền kíp. À, 1 triệu rồi. Ai? Ôi. Nhặt lên trả cô, đừng có đụng như thế con. À, thế là còn cao hơn nữa. Cao hơn. Đây là tiếng 27. Ở Việt Nam là bọn em đi đổi là có 1 kiểu như là 100.000 tiền kíp thì đổi được 200. Chỉ đổi được tiền của nó là 280, mà còn mình tức là của nó là 100 của nó trong một kit thì được có 280 tiền kiểu. Tức là Việt Nam mình đổi này gần đắt hơn. Hay là nó mang đến tận nơi nó đổi rồi. Cái đấy cào dâu. Ấy. Nhưng mà mình thấy sang bên này là họ tiêu tiền là đồng tiền mình mất giá trị hơn. À đúng rồi, tiền mình có giá trị hơn. Tiền Việt Nam mình không giá trị. Tiền Việt Nam mình mất giá nhỉ? Em ghi số điện thoại của bạn đấy chưa? Rồi. Số điện thoại của em là bao nhiêu? 588-56-883. Em tin rồi. À, 588. Nhưng mà số đấy số của nào đấy à?
cho anh hỏi em này. Em mà sang đây thế này thì đi bán thế này công an nó có bắt không? Không, không có, không ăn. Ngoài mình nhá, bày ngang thôi. Công an không bắt à? Nó đập cho mày một em nhát. Em có ngồi bán thế này nó có bắt không? Không bắt à? Thế thì con thì mới 1 tuổi đúng không? Nó học rồi đấy ạ. À, mới học lớp 1 à? Thế là sang đây từ mấy tuổi? Dạ. Con sang đây từ mấy tuổi? Em sang đây từ bao nhiêu năm? Em sang đây 10 năm rồi ạ. Úi giời, 10 năm rồi. À, thế là sang đây mới có chồng à? Dạ. À, sang đây mới có chồng. À. Thế là nhưng mà con sang đây được 10 năm, năm nay là bao nhiêu? Năm nay á, năm nay nó học lớp 6 ở lớp 1 này anh. Thế thì tức là sang đây được 10 năm rồi mà vì... Mà con mới lấy chồng của con như thế này. Dạ, vâng ạ. Thế là cháu nó sinh bên này. À, thuê nhà là mỗi tháng tính tiền Việt là bao nhiêu? Triệu rưỡi. Dạ, 2.000 bạc đấy ạ. Ờ, à, mà đi bán cảnh bán thì không bao giờ bị công an bắt đúng không? Hay à, mà lại rất là ái ngạc trở nên. Thì cái năm mưa thì... Ừ. Thế thì mỗi tháng bây giờ là thu nhập như thế nào? Em thì kể cho anh em cuộc sống như thế nào? Tháng thì ăn, từ ăn uống rồi cũng dư khoảng 5-6 triệu tiền Việt anh ạ. Ăn uống rồi dư được 5-6 triệu tiền Việt. Vâng ạ. Mà đi bán trong cái này thì quá sướng cái gì đấy. Đâu vất vả hơn. Ừ, đâu vất vả hơn. Ở Việt Nam là bán trong này thì chắc là khổ lắm. 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 Có người học nhanh thì vài tháng năm. Đầu tiên em phải có người bắt nối xuống đây thì mình làm sao? Vâng ạ. Ờ, đấy. Nhưng mà sang đây cũng thuê nhà cũng rẻ đấy, tiền hơn triệu thôi. Dạ. Tiền thuê phòng thì chỉ 2.000 bạc thôi ạ. À, 2.000 bạc. Vâng ạ. Đấy. Ê, nghịch nó bụng. Mua thì 6 tối trâu này. Thành đi, châu Thái. Đừng có đỗ một tiền thì mở. Thế là lại đi về à? Không, anh có người đến lấy xe ô tô đến đây chở đi. Quên mất lúc ấy hỏi tên em là... Tên là gì? Em á, em tên Hiệp anh ạ. Hiệp à? Ờ, thế anh có số điện thoại rồi có gì gọi nhé. Alo.